Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà tăng cái tốc độ video trong phần mềm Camtasia CA9. Đây là phần mềm Camtasia CA9 này các bạn. Rồi các bạn mở phần mềm lên. Thì chắc cái bước cơ bản thì các bạn đã biết rồi. Các bạn import là các bạn lấy cái video vào trong cái mục này, lấy video vào này, import media nha. Khi mà có cái video rồi, y như mình có cái video này mà mình muốn cho cái tốc độ của video này nó chạy nhanh thì mình sẽ làm như thế nào? Ví dụ như một số cái thiết bị điện tử khác thì bạn có thể sử dụng cái chế độ mà quay time lapse. Ví dụ như mình quay trong cái khoảng thời gian là 1 tiếng đi, nhưng mà mình sử dụng chế độ đó thì khi mà mình bấm vào xem cái video á, thì nó chỉ có thể là trong vòng 5 phút hay là trong vòng 2 phút, nó tùy theo cái cài đặt của mình. Thì vì vậy đối trong phần mềm Camtasia thì chúng ta có thể tăng tốc độ của cái video mà theo cái yêu cầu của chúng ta. Thì làm thế nào để làm được điều đó? Thì các bạn đầu tiên các bạn import những cái video của mình vô, và các bạn cảm thấy cái video nào mà các bạn cái đoạn video nào mà các bạn muốn cho nó tăng tốc độ lên thì các bạn click vào đó, click vào cái đoạn video thì nó sẽ hiện lên cái màu vàng nè, các bạn thấy không, là cái video đã chọn đó. Đây hiện lên màu vàng nè, các bạn thấy không, hiện lên màu vàng. Thì mình có một cái đoạn video này nó dài khoảng 8 phút, nhưng mà mình không muốn để cái thời gian theo cái kết quả quay mà mình đã cái kết quả quay thực tế, do đó mình muốn rút ngắn cái thời gian xuống. Thì mình làm như thế nào, là có nghĩa là mình tăng tốc độ. Đây đầu tiên click vào cái video, mình bấm chuột phải vào cái add slip speed, có nghĩa là add cái tốc độ của nó. Là các bạn thấy ở đây là tốc độ là một một ít các bạn thấy không, tốc độ đây là một ít. Thì vậy thì chúng ta sẽ kéo kéo cái tùy chỉnh cái tốc độ này xuống còn 1.2 nè các bạn thấy không. Thì mình lít vào đây nó sẽ hiện cái mũi tên hai bên đó. Các bạn chỉ có thể là kéo nhỏ lại cho nó tăng cái tốc độ lên, đồng thời nó giảm cái thời gian lên, cái khung thời gian nó sẽ còn giảm xuống nè. Ví dụ như mình sẽ kéo lại từ đầu nè, chứ cái này là nó không có kéo dài thời gian ra được đâu nha các bạn, chỉ có thể giảm thời gian xuống mà tăng tốc độ video lên đó. Nó có cái hình, cái biểu tượng cái đồng hồ ở đây, mình đưa chuột vô là nó đã hiện ra cái dấu mũi tên hai bên. Nhấn chuột trái, giữ chuột trái rồi mình kéo về phía bên phải, thì lúc này là các bạn thấy là cái tốc độ nó tăng lên 1.59x, các bạn thấy không, thời gian là còn 4 phút 36 giây. Đó. Đây các bạn tăng lên 2x đi, để mình tăng lên 2x thử coi cái video của mình nó sẽ như thế nào nha. Rồi các bạn kéo cái thanh này lại đây và bắt đầu thử. Đó, đây là tốc độ 2.2x.
mình thấy nó cũng còn hơi chậm. Giảm xuống khoảng một nửa thời gian cũng còn hơi chậm quá. Chắc mình phải phải chỉnh chỉnh thêm. Đây, kéo thêm đi. Kéo thêm. Khoảng 2.5 m đi. 2.5 m. Ok. Rồi. Thì vậy là cái cách mà mình hướng dẫn các bạn là nó để mà chỉnh cái tốc độ của cái video. Trong trường hợp cái video này, đây là mình muốn nói thêm là đây mình trả về cái lúc ban đầu. Trong trường hợp mà cái video này có cái đoạn mà bạn không muốn nó tăng cái tốc độ thì bạn chỉ cần tách cái video này ra thành hai phần, ba phần hoặc là nhiều phần tùy ý, thì các bạn cứ lít vào đây để con trỏ chuột vô đây. Bây giờ mình hai cái này đi, ẩn cái này đi, lít vào đây. Thì các bạn sao bấm vô cái chỗ này là slip, cái biểu tượng này nè, là nó sẽ tách ra cho bạn được hai video này, các bạn thấy không? Được hai cái nè, cái một nè, cái hai nè. Hiện vậy thì bạn giữ cái đoạn đầu video ở tốc độ bình thường, rồi sau đó là cái đoạn sau các bạn cho chạy nhanh, hoặc là ở cái đoạn cuối thì bạn muốn chạy chậm thì bạn chỉ cần tách cái video này ra làm hai phần thôi. Ok. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn. Cái thứ nhất là tăng tốc độ của video đồng thời rút ngắn thời gian. Và cái thứ hai là cắt ra cái đoạn video đó ra thành nhiều phần bằng một cái thủ thuật đơn giản thôi. Thì các bạn cảm thấy hữu ích thì mong các bạn nhấn like và subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn và chào các bạn.